Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Một Đại Gaming. Ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách săn boss Medusa ở season 19.2 và sử dụng bảng thông báo boss thì chúng ta có thể tìm kiếm được boss đã hồi sinh hay chưa. Rồi, ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với anh em di chuyển đến con boss là boss nhìn anh em, tức là boss Selupan đây. Ví dụ anh em có thể thấy này, con boss Medusa mình đã bị giết và not up rear, không có sống và có thể hồi sinh sau 24 phút. Chúng ta có thể đến và add nó, và bây giờ mình sẽ cần phải đi đến là con boss Selupan. Anh em chọn phím Ctrl T này, phím Ctrl T, chọn vào mục boss battle và chọn đến Selupan. Ở đây thì thông báo đã boss Selupan đã sống sót và chúng ta cần nhận movie. Đó, vật phẩm yêu cầu sẽ là không và nhân vật của chúng ta sẽ tự động chạy đến cổng xuất hiện bot nhé anh em. Thả được tiền lời và để xem vật phẩm bot Selupan của chúng ta ngày hôm nay sẽ là gì. Đó, anh em có thể thấy nó tự động di chuyển nhé anh em, mình không hề nhận phím gì hết này, auto moving này. Ôi chỉ mất là stun của con quái ở trên map Rakion này rồi anh em. Đó, nó sẽ đi đến cổng nhìn ở đâu đây. Go go. Đây mình ở đây các anh em, cổng nhìn là ở đây nhé. Factory Entro này. Ta sẽ phải đi vòng qua đây và đi vòng lên cái cổng nhìn. Nào nào đi thôi. Dạ. Đây đấy, thông vào rồi. Đây anh em có thể thấy trường nhiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải giết hết cái trường nhiên này đi nha nhé. Sau khi chúng ta giết hết tướng nhìn thì quái vật nhìn của chúng ta sẽ xuất hiện, sự quân của xuất hiện đâu rồi ấy, nhìn tinh của chúng ta đây. Úi ạ, con nhìn này thì nó sẽ có tuyệt chiêu là tele và hất chúng ta ra xa như nhé. Đây đây đây, nó ở đây rồi nha. Rồi sao nhìn tin đã chết, cùng là rút này nha, khá là nhiều rút, bỏ hộp rút này, Ember này, Lifestone đang đi phát này, khá là nhiều vũ khí sao lần anh em ạ, đúc xúc kết 3 này. Đây là những phần thưởng ngon nhất rồi, vẫn là Ember 1 anh em ạ. Đấy, có thêm lapis stone nữa anh em, giúp chúng ta có thể nâng cấp earring. Rồi, trên đây là video của mình hướng dẫn anh em cách săn boss Selupan, boss nhìn ở mùa live season 19.2. và hy vọng anh em điều này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em. Anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.